show you the path. P1 thì được. Mấy cấp đầu con Talia nó dễ ganh, nó có sâu khó ganh. Mấy cấp đầu đi xin nó mạnh mình nha. Tôi cũng chả biết cái mùa này, mình có mắt là gì, mấy cấp đầu có yếu. Mùa này nếu mà mơ kiếm thì rừng mấy cấp đầu yếu xìu à. Mình tốt hơn mấy ganh này con. Không đẩy keo chắc nó tỉnh chơi nhưng mà xa lấy nơi đó. Đây lên 3 rồi, 4 rồi, ca 6 rồi. Không có mắt nữa. Rồi xin nó die boss luôn. Đói luôn nó chứ. Con này kèo nó e lên. Tốc biến chạy lên. Ôi giời, nó chết rồi. Ai dạ. Này ngăn lấy được tí máu à. Ây dạ. Má đang to thế. Ham quá. Con mẹ nó. Hay cái gì sao cứ nhầm tạ. Nguyễn Đình Kha, đi rừng lên đồ tốc đánh thì ngọc nào ok hả em? Sẵn tấn công không ấy mà tìm. Bà nó đây. Bà nó mắt nó mắt đẩy để cho nó về đi. A true master is an eternal student. Let us begin.
rồng thì đứng này bắn này. Ôi quá à ta. Hay mà. Chết rồi, chết rồi, chết. Bốc 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 bốc. Còn chút nữa bây giờ chết lại. Wow. Cái gì đói luôn à. Ta để ta cam boss nó đi lên cấp luôn á. 6 đồ rồi. Bây giờ gan nhiều quá, tao đã tan tự ra. Chắc là một đầu tập trung tham quá. Rồi, con mạnh nào mà luôn. Đai được không? Mà có đai mà tao có vô danh nó chắc đai được. Nếu không có Lee Sin đai thì thật nói. Đứng không chắc. Không có Lee Sin nó đập nó lên nó được thật nói. Chết không? Xin trước cái trời luôn rồi sao lát con cứu đỏ đỏ luôn đó. Mà chết mẹ rồi dạ anh chứ. Này, em đánh xin dao ra này đâu. Đó, thứ ba sau má có người luôn. Cô lực quá, nó khó chịu dữ rồi chà. Rát này. Phải còn mấy giây nữa cơ. Băng không? Nó mất rờ đúng không? Đại lính này, đại lính vào đai. Đại lính này. Ai được, ai được, ai được. Thích bàn. I will show you the path. A true master is an eternal. An ally has been slain. An enemy has been slain. Yeah. Your pride blinds you. Hiểu đi xin mình nó cướp cái tình không? Nó cướp sập luôn. Cái này giác trước quá. Đánh này là đói luôn. Mẹ, câu giờ đó nha. Mà đen full.
4. Mà full thiệt quần chứ. Ê, nó mất ấy nè. Trời ơi. Phụ nó thật. Chuyên trong đập luôn ấy. Đập luôn được không? Chết mẹ sư giả. Đây, cắm mắt dùm sư giả. Nó cắm mắt, nó mất rồi. Vậy là đã xem cho các video nhé, là video ủng hộ nữa nha. Đi xin mất rồi. Let us begin. Mình phải ra luôn đấy cái. Killing spree. I will show you the path. Lại 93. Trận này có săn không nhỉ? Mình đọc đầu top chứ ha. Mất đúp là nó mệt á. Mất đúp kìa mày. Chưa mất đúp kìa mày ta. Thiên lý này, anh có thể ở lại đây không? Chắc chắn là sao? Nó có mắt tím ở đây thì bạn. Sao mắt tím nào? Mắt tím chỉ gì mấy ba? Bạn nào đã xem cho các video nhé, là video ủng hộ nữa nha. Xem còn red không? Chắc còn red đâu quá. Ủa red không đây? Cây nó đi. Đập đầu cho nó chạy ra. Không biết là ai đập chết tao quá. Con nó xấu. Chết chết bốc. Nghe vậy trời. Anh thể hiện lại luôn cái này. Top lại nha, top lại. Top bốn cái trụ đi. Trên bầu trời mưa xong. Ta. Oh.
tele á. Gì vậy mày? Xong cái nhà em luôn. Ôi, 3-3 nữa rồi. Lại bu đấm. Nghe em dễ chưa? Má tính gì được dễ đánh bọn em. Ở đây nó mất rồi. Tôi xin còn rồi. Ui, giàu thế. Rồi, nó xem cái video nhé, là video ủng hộ nó nha, quét nè. Mắt thầy ma. Nó đi xuống bắt rồi, nó bắt ở đây. Đánh vậy mới khó, đi bắt bắt hai thằng mới bắt thằng mới khó chứ. Bắt không bắt đấy được nữa, đánh cái gì. Bắt xong cuối cùng cút luôn hai thằng. Trai luôn. Mai lắm. Multi pilot. Đem bùa đến cho tem. Là mày có cùng đeo này bà Ron nha, nó cùng đeo này chậm. Chắc chắn là vậy rồi, giờ sớ có rồi nè. Đây này cũng cùng đeo rồi bà Ron nè. Luôn gì mấy thằng đi đánh nhau thì tôi giết mẹ, mà thằng không đi đánh nhau không, cái thằng đi farm cả game nhưng mà mang tiếng để farm cả game này ăn bị bậy mẹ thấy mẹo, mang tiếng ăn farm cả game đó, lúc nào ra là có hiệu quả liền đó. Pony chấm sò sg easy game. Yeah. Ta kia, ta bro.
Pentakill. Pentakill, Okila. Xong game luôn. 4. Nice. Cho top. Red sub. À, nó qua thật kìa mong ơi. Trời chui gì nó chạy rồi. Thấy rồi là anh. Bây giờ mỗi được một mẹ này. Thật mẹ ông 700 vàng ngon kìa. Vàng thì tạm sau rồi. Tuyệt vời hơn. Em có len là gan được không? Top bị thọt nè. Mít dễ gan nè. Mít nó cứ co rờ chạy ra là bú. Mết mà được mẹ này, nhưng cục mana tóc biến lên solo kill luôn, ghê thật. Tính ganh nó tóc biến thì có gì là không cần thiêu đốt luôn mà. Mết cho cô thiêu đốt thì ta này thật nặng. Game này mà có mới top mà nó ủng chủ á, còn lại mà đen mới làm lại cao á. Mình có nhận trước một ít đồ. Tình gì lắm. Nó làm rừng nhanh quá cũng không tốt đâu mà. Làm 6 bãi mà cô ấy. Con sâu nó còn phê con cua còn chưa ra nữa. 6 bãi mà sâu giờ nó mới ra. Mẹ, giờ nó mới xuống gan. Để gan ta lại đi vòng thôi rồi. Đấy còn kiện nha. Đây từ từ, sắp con, ra xuống đây. Phải cao thế. Làm sao gan này được ca. Tròn bên nơi đó. Này nè nó cay rồi. Vợ fan lên. Hơn nó có dài á. À ơi. Khó vậy. Đây à.
Chết má rồi. Mà nó xấu rồi nó bị thăng cấp luôn nè. Được thật. Mùa này cô đơn. Thọt level luôn mà. Đầu game nó nhớ ăn rừng nhanh lắm mà bây giờ thọt level ta. Nó ở căn đây nè. Họ xuống rồng này ca. Trước. Mà nó ra trước quá. Chạy mẹ nó chắc chạy đua về đây luôn á. Ai da nó còn đẹp bẫy nữa ta. Bảy luôn. Nó là mang bít đó coi. Chưa có giày mà về vô nó xin đó không ta. Pentagon nó lên. Chết mẹ. Chạy nó chạy. Rùa nó. Mà phải có thằng mít vô cơ. Thằng mít nó không vào đánh cái gì. Má thằng mít nó không vào chơi cái gì vậy.
cường được không? Mất hiệu nè. Cái test máu này cố gắng rồi. Cái Spam boss phải về Spam boss lại à, cái mục gì chưa lên dài gì nữa. Sao mà đánh cái này trụ đẩy gần bằng nhau ấy. Ngon gian sâu ra trước. Sư giả để qua sư giả có được không? Đó sư giả bây giờ chứ anh rất là dồn cái đó luôn. Your team has destroyed turret. Nói chuyện nhanh vết đấy chứ đùa. Một vòng ăn xong cái chụp đây nè, chụp để chụp. Đẩy đi được hai cái trụ mẹ rồi. Đánh mình bạn áp lực hay tăng cao áp lực hơn. Không áp lực hơn. Cái này sơ hở tí là cút liền à. Sơ hở tí là đói luôn á. Đang mình đang săn nó nhiều á. À, thế nó thì cũng thiệt. Từ để đợi ta lên trước bắn thôi. An ally has
Đẩy nhanh đi, đẩy nhanh lấy trụ đi đại ca. Nhanh lấy trụ ngoài. Mẹ đánh cái gì đây? Thiệt thiệt, lấy trụ đi. Kéo đầu ra nó mà. Anh em đi. Tìm top rồi. Về ngô trên top chắc luôn á. Là mới thấy nó trong á thì phải. Qua cướp bên này, qua cướp bên này nữa. Ây da, nó về rồi. Còn nịt thì nó. Nó sẽ nịt qua. Tiếp rồi. Tú tao với coi nè. Ây da. Má ơi. Đâu giống vậy ba. Không ổn luôn rồi. Đánh mình cút mẹ ăn rồng chùa đó. Á, à, bằng cấp luôn. À, trình. Là nó xem cho các video, nhất là video ủng hộ nhé. Là cú mà lo, bị thật kèo luôn đó chứ. Chuyện nó giác luôn. À, bây giờ giác. Đâu có khét. Mắt nó cắm đầy luôn. Chết sớm rồi. Băm còn chết nữa. Ôi. Tao đã băm đây nè, băm nó đam rồi nè. Quật đồng hồ rồi lâm lá câu giờ. Tóc biến ra, đây. Lấy thằng này một gương nó coi nhá, chẳng có đam không nhá. Đâu, có mắt không vậy? Có mùi lạ lạ đấy ta. Có mùi lạ lạ đấy ta. Đi đâu có mắt, không có đam mà nó thấy tôi nó chạy còng lưng thấy không? Cúp đầu. Mạnh 300 máu. Thật. Thank you.
quái thật. Rồi Pantheon này. Ben ta kêu nó chơi luôn đấy chứ. Ben ta kêu. Ây da, cái gì vậy? Mọi người xem cho cái video nhé, video ủng hộ nó nha. Lính vào đi trời, phê hoài á. Bao giờ mới quy nổi. Tìm ra bắt tay nào. Perfection can be achieved. Chân lý ơi, em có thể ở lại với con. Chạy ra sau. Xin mời. Cục của tôi biết rồi. Đập nó. Đã bắt ra rớt rồi. Cứu gì này. Cái bóng nó chạy đâu được nhỉ. Tàng hình nè. À? 12/3. Má mỗi lần mình chết là tem mình như thế khó đâu, chứ có 3 mẹ. Đi rồi. Được cái là mình sống dai, sống dai thì điện thoại luôn. Ủa, xong 5 em đầu rồi đó.